Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực miền Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Khu vực phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời quang mây, không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ.